Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, Lã Bố là cái tên đã không còn xa lạ đối với hầu hết các bạn khán giả yêu thích những cuộc đấu trí thời Tam Quốc. Lã Bố từng là người dưới trướng của Đinh Nguyên và Đổng Trác, sau đó dưới sự giúp đỡ của mọi người, trong đó có Trần Cung, ông chiếm giữ được Duận Châu và Từ Châu, khiến danh tiếng Lã Bố nức tiếng khắp vùng Trung Nguyên. Thế nhưng thời gian Lã Bố giữ chức chư hầu không được lâu, vấp phải sự tấn công dồn dập của Tào Tháo, cuối cùng Lã Bố đã bị một võ tướng trong quân đội Tào Ngụy đẩy vào cửa tử. Vậy nhân vật khiến Lã Bố phải vong mạng là ai? Xin mời quý vị hãy cùng lịch sử Trung Quốc tìm hiểu ngay sau đây. Xuất hiện từ hồi 11 tới hồi 23 trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Trần Đăng được mô tả là người phản trắc. Trần Đăng được tiến cử làm quan trong giai đoạn chuyển tiếp khi Đào Khiêm bàn giao Từ Châu cho Lưu Bị. Ông cùng cha là Trần Khuê đóng vai trò rất lớn trong việc lung lạc và làm hại Lã Bố ở Từ Châu giúp Tào Tháo. Ngoài việc nhận làm tay trong cho Tào Tháo diệt Lã Bố, ông vừa ngả theo Lưu Bị, vừa ngả theo Tào Tháo. Khi Lưu Bị ly khai Tào Tháo đi đánh Viên Thuật rồi đánh thẳng vào Từ Châu, Trần Đăng làm nội ứng giúp Quan Vũ giết Xà Trụ chiếm thành. Nhưng sau đó khi quân Tào Tháo tới đánh Từ Châu, khiến Lưu Bị bỏ chạy sang chỗ Viên Thiệu, Trần Đăng phản luôn Quan Vũ, làm nội ứng cho Tào Tháo, khiến Quan Vũ mất thành, phải hàng Tàu. Sau sự kiện này, ông không được La Quán Trung nhắc tới nữa. Theo các sử gia, Trần Đăng là một trong tứ đại nội gián trà trộn vào phe địch thời Tam Quốc. Ông được an bài bên cạnh Lã Bố với nhiệm vụ làm giảm ý chí chiến đấu của võ tướng vô địch thiên hạ này, đồng thời theo dõi mọi động tĩnh trong phe địch, từ đó ngầm hỗ trợ để tiêu diệt thế lực của Lã Bố. Làm nội gián giúp Tào Tháo trừ Lã Bố. Trần Đăng, sinh năm 169, mất năm 208. Tên tự là Nguyên Long, là mưu sĩ thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người thông minh, học rộng, đọc qua rất nhiều sách vở, có nhiều ý kiến sâu sắc. Từ khi còn trẻ, ông đã có chí lớn. Năm 25 tuổi, tức năm 193, ông được cử làm hiếu liêm và đề bạt làm huyện trưởng huyện Đông Dương. Tại đây, Trần Đăng rất quan tâm tới người già và người tàn tật, được lòng dân sở tại. Trong vùng có nạn đói, thứ sử Từ Châu là Đào Khiêm bổ nhiệm ông làm điển nông giáo úy, phụ trách việc phát triển nông nghiệp. Trần Đăng làm việc hiệu quả, khiến mùa màng trong vùng thu hoạch tốt. Đào Khiêm mất năm 194, Từ Châu rơi vào cuộc tranh chấp giữa Lưu Bị và Lã Bố. Quân Việt Tào Tháo trở thành thừa tướng triều đình, nắm giữ Hán Hiến Đế. Tào Tháo giao cho Trần Đăng nhiệm vụ diệt trừ Lã Bố, chiếm ưu thế trước Lưu Bị, Từ Châu. Năm 197, Viên Thuật tự xưng là hoàng đế ở Thọ Xuân, sai Khâm Sai Hàn Dận đến Hạ Bì, trị sở Từ Châu, đề nghị việc kết thông gia với Lã Bố. Lã Bố bằng lòng giao con gái cho Hàn Dận mang về Thọ Xuân cho con trai Viên Thuật. Cha con Trần Khuê và Trần Đăng sợ hai họ Viên, Lã thông gia thì sẽ mạnh lên, có hại cho Tào Tháo, nên vội đến can Lã Bố không nên kết thân với Viên Thuật, vì Thuật xưng đế là trái đạo. Ngược lại, Trần Khuê khuyên Lã Bố hợp tác với Tào Tháo. Lã Bố nghe có lý, bèn mang quân đuổi theo cướp con gái trở về Hạ Bì, bắt Hàn Dận đóng gông, sai người giải đến Hứa Xương nộp cho Tào Tháo và tuyên bố bỏ hôn ước với Viên Thuật. Tào Tháo sai Vương Tắc mang chiếu thư của Hiến Đế và ấn tín đến trao cho Lã Bố. Lã Bố rất mừng, sai Trần Đăng mang biểu trương tạ ơn vua Hiến Đế và gửi lễ vật đáp lại Tào Tháo. Trần Đăng đã nhận lời làm tay trong cho Tào Tháo, khuyên Tào Tháo nên sớm trừ khử Lã Bố. Tào Tháo phong chức cho Trần Đăng làm thái thú Quảng Lăng, đồng thời Trần Khuê cũng được phong thưởng. Lã Bố thấy cha con ông được phong rất tức giận, nhưng Trần Đăng lựa lời nói với Lã Bố rằng Tào Công coi tướng quân như con chim ưng, nói rằng phải bỏ đói thì mới dùng được. Lã Bố nghe nói Tào Tháo coi mình như chim ưng thì rất vừa lòng, không giận Trần Đăng nữa. Dựa vào sự khôn ngoan và khéo léo của mình, Trần Đăng đã thuận lợi tạo thành nội công để kết hợp với ngoại kích từ Tào Tháo ở bên ngoài, thành công tiêu diệt thế lực của Lã Bố. Sau khi bị bắt, Lã Bố đã xin Tào Tháo tha mạng nhưng không thành. Cũng nhờ vào chiến công này mà sau khi diệt trừ Lã Bố, Tào Tháo đã thăng chức cho Trần Đăng trở thành Phục Ba tướng quân, chống họ Tôn. Sau khi giúp Tào Tháo tiêu diệt thế lực của Lã Bố, Trần Đăng được giao cai trị trận Quảng Lăng, giáp với Giang Đông, Dương Châu, rất được lòng người khu vực sông Hoài, sông Trường Giang.
vì vậy khiến Tôn Sách, người đang làm chủ vùng Giang Đông thuộc Dương Châu, lo ngại. Ông mang quân ra Xạ Dương, ngầm dùng kế ly gián, trao ấn tín cho các thủ hạ cũ của Nghiêm Bạch Hồ. Tướng Giang Đông bị Tôn Sách đánh bại, liên kết với họ để chống lại Tôn Sách. Họ Tôn sai Khuông Kỳ cầm quân đánh Trần Đăng. Khi quân đến lần đầu, mọi người đều lo lắng vì nghe đồn lực lượng quân địch rất đông, khó chống cự được. Trần Đăng trấn an mọi người và sắp đặt cách đối phó. Ông ra lệnh đóng chặt cổng thành, cấm mọi người gây tiếng động. Quan sát thấy quân Giang Đông chuẩn bị tấn công, bèn hạ lệnh quân trong thành sắp vũ khí sẵn sàng chiến đấu từ đêm. Rạng sáng hôm sau, ông mở cửa Nam Thành, dẫn quân bất ngờ tập kích doanh trại địch. Ông tự mình đánh trống thúc quân, đánh giết. Quân Giang Đông không kịp trở tay, bị đánh bại, phải tháo chạy. Họ Tôn tức giận, mang quân quay trở lại. Trần Đăng liệu thế khó chống cự nổi, bèn sai công tào là Trần Kiều về Hứa Xương cầu cứu Tào Tháo. Ông tự mình mang quân ra khỏi thành, 10 dặm lập trại, sai quân đốt đuốc đứng cách nhau mỗi người 10 bước. Đồng thời, ông lệnh cho quân trong thành hò reo lớn tiếng rằng viện binh đã tới. Quân Giang Đông thấy lửa, cho rằng quân bên ngoài là viện binh của Tào Tháo, có ý lo sợ không dám tiến. Trần Đăng thừa cơ thúc quân đánh giết, chém được hàng vạn quân địch. Sau đó Trần Đăng được phong làm Thái Thú Đông Thành. Các tướng sĩ Quảng Lăng ngưỡng mộ, muốn giữ ông lại. Nhưng ông trả lời họ rằng, chính vì có ông ở Quảng Lăng đã kích động Đông Ngô tấn công nơi này, nên ông không nên ở lại. Năm 205, Trần Đăng ốm nặng do ăn nhiều thịt sống, bị đau dạ dày, trong ngực nhức nhối, mặt đỏ, không ăn được. Ông được danh y Hoa Đà điều trị và cho thuốc uống, nôn ra những con trùng đầu đỏ rồi khỏi bệnh. Nhưng Hoa Đà dự đoán trong 3 năm nữa, bệnh của Trần Đăng sẽ tái phát và phải có danh y mới chữa khỏi. Năm 208, bệnh Trần Đăng tái phát, đúng lúc Hoa Đà đi vắng, không gặp được nên ông không qua khỏi và mất, thọ 39 tuổi. Sau này, Tào Phi nhớ công lao ông, cho con ông là Trần Túc làm quan lang trung trong triều đình Tào Ngụy. Quý vị thân mến, cùng bị bắt với La Bố ở Lầu Bạch Môn khi đó là tướng Trần Cung, cùng bị xử tử nhưng cách chết của hai người này lại không giống nhau. Trần Cung bị chém đầu luôn, còn La Bố lại bị thắt cổ trước khi chết, sau đó thi thể mới bị chặt đầu. Tại sao lại có sự khác biệt trong cách bức tử kẻ thù như vậy? Hà cớ gì Tào Tháo lại công phu thêm một khâu treo cổ La Bố mà không cho người lấy luôn thủ cấp của đối phương? Quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Trong tiến trình lịch sử thời cổ đại, có thể nói, mỗi một người có chí lớn đều khát khao có thể thành bá chủ thiên hạ, chễm chệ ngồi trên ngai vàng cao vời vợi. Trong thời kỳ Tam Quốc loạn lạc, điều này càng được thể hiện rõ ràng. Năm 198 sau Công Nguyên, Lão Bố cùng lúc bị Tào Tháo và Lưu Bị liên thủ tấn công, phải rút lui về giữ Hạ Bì. Sang năm 199, Lão Bố đã bị Tào Tháo bắt sống. Tuy Lão Bố đã chịu đầu hàng Tào Tháo, nhưng Tào Tháo cuối cùng vẫn chọn phương án giết chết Lã Bố sau khi hỏi ý kiến Lưu Bị, mượn ý kiến của Lưu Bị để trừ khử Lã Bố. Chúng ta đều biết, trong lịch sử, Tào Tháo là một người vô cùng quý trọng người tài. Tào Tháo thu nhận người tài, nguyên nhân chủ yếu là muốn thu hút nhiều người tài hơn để làm việc cho mình, phục vụ cho sự nghiệp thâu tóm thiên hạ của mình. Khi ấy, Lã Bố là đệ nhất mãnh tướng của thời kỳ Tam Quốc. Có thể Tào Tháo đã lấn cấn trong việc đưa ra quyết định. Có thể ông không nỡ giết hại một người có tài năng, giỏi giang như Lã Bố. Thế nhưng ông lại sợ mình không nắm chắc phần thắng trong ván cược này, không thể kiểm soát được Lã Bố. Cho nên cuối cùng vẫn nghe theo đề nghị của Lưu Bị, loại bỏ Lã Bố để phòng có ngày hắn phản chủ. Thực ra, Tào Tháo từ sớm đã hận Lã Bố đến xương tủy. Giờ đây bắt được Lã Bố, Tào Tháo đã rất muốn giết luôn. Nhưng ông không muốn mình phải gánh cái tội giết Lã Bố. Bởi dù sao nhân vật này cũng là người có tiếng tăm. Nếu Lã Bố, danh không chính, ngôn không thuận chết trong tay mình, nói không chừng Tào Tháo sẽ mang tiếng xấu cả đời. Như thế trong thiên hạ, còn đâu một Tào Tháo nổi tiếng yêu người tài như yêu mạng sống của chính mình. Vì thế nên Tào Tháo mới nảy ra ý nghĩ, hỏi ý kiến Lưu Bị nên xử Lã Bố ra sao. Và chỉ một câu nói của Lưu Bị rằng chủ công không nhìn kết cục của Đinh Nguyên và Đổng Trác hay sao. Ám chỉ, ai thu nạp Lã Bố, người đó đều không được chết yên thân. Tào Tháo đã có lý do chính đáng để treo cổ Lã Bố, sau đó bêu đầu trước bản dân thiên hạ. Vì sao Tào Tháo lại cho treo cổ trước khi chém đầu Lã Bố? Tào Tháo treo cổ Lã Bố
Thực ra cũng còn một nguyên nhân. Khi đó, Lã Bố là một ôn hầu, tước vị này do đích thân triều đình sắc phong. Chiếu theo lễ nghi thời đại đó, người có tước vị sống vì thể diện, chết cũng phải có thể diện. Hơn nữa, treo cổ được xem là cách hành hình cao cấp nhất trong các cách thi hành án tử. Dân chúng bách tính hoặc quan viên tầm thường không xứng đáng được hưởng đặc quyền này. Lã Bố thân là đệ nhất võ tướng trong thiên hạ, lại là hầu tước trong triều đình, vì thế nên có quyền được hưởng đặc ân. Tuy nhiên sau khi Lã Bố chết, Tào Tháo vẫn cho chém đầu bêu trước thiên hạ. Mục đích của người đứng đầu tập đoàn Tào Ngụy chính là để cảnh cáo răn đe người đời rằng những ai muốn chống đối lại Tào Tháo đều có kết cục như vậy. Hành động này được xem là điển hình cho phương thức giết một người để răn trăm người. Vừa củng cố hình tượng trung thành với Hán thất của Tào Tháo, vừa mang tới hiệu quả răn đe, thị uy với các thế lực quân phiệt khác trong thiên hạ. Sau khi chết, còn bị chặt đầu rồi không được chôn cất đàng hoàng. Việc này đối với một người như Lã Bố mà nói chắc chắn là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Một đại tướng anh dũng vô song như Lã Bố cuối cùng lại phải chịu kết cục như vậy cũng khiến người đời vô cùng cảm khái. Có lẽ bản thân ông chắc chắn cũng không thể ngờ rằng mình lại có cái kết như thế. Không thể không dành tặng lời khen cho cách làm tinh tế và khôn ngoan của Tào Tháo. Ông đã mượn ý tứ của Lưu Bị để giết Lã Bố, sau đó thuận lợi thu nạp quân của Lã Bố về dưới trướng của mình. Quý vị thân mến, Lưu Bị vốn dĩ cho rằng có thể thuận lợi nắm được Từ Châu, nào ngờ lại bị người cũ của Lã Bố truy sát. Tào Tháo vui mừng nhìn đôi bên sát phạt nhau. Đợi đến khi Lưu Bị suy yếu mới quang minh chính đại nhập cuộc, thâu tóm toàn bộ Từ Châu, trở thành người thắng trận đậm nhất trong cuộc chiến này. Quý vị nghĩ sao về kết cục lịch sử này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.